Dứa bò viên các bạn, 17 năm rồi ha. Nước lèo rất là thơm luôn, quá cho bò viên. Nguyễn Chí Thanh, quận 11, mẫu người Hoa. Đây, những cái bức thịt bò nè. Đã quá. Và đây là đường Tạ Uyên, quận 11. Từ đây chúng ta sẽ chạy thêm chút xíu nữa rồi quẹo phải vào đường Nguyễn Chí Thanh của quận 11 luôn. Tối hôm nay vào khoảng độ 6 giờ 20 phút tối các bạn, là trời mưa nha. Cho nên các bạn nhìn mặt đường hơi ướt chút xíu. Tuy nhiên mưa rất là ngắn, chỉ khoảng độ 10-15 phút thôi. Và đây chúng ta quẹo phải vào đường Nguyễn Chí Thanh, bên phía tay trái quận 11, bên phía tay phải là quận 5. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 12 năm 2022. Mình đang có mặt trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11 về tới Sài Gòn các bạn thấy không? Bấm kèn liên tục luôn. Rất khác với Thái Lan ha. Những âm thanh của Sài Gòn. Đối diện bên kia là 347 Nguyễn Chí Thanh, phường 15 quận 5, bên này quận 11. Ở đây có tiệm hủ tiếu bò viên được khen là có nước lèo đậm đà, bò viên da dai ngon. Đây các bạn. Hủ tiếu bò viên 806 Nguyễn Chí Thanh, quận 11 của người Hoa nha, người Quảng. Đây chúng ta vô ăn nha. Chắc ngồi bên trong. 806 Nguyễn Chí Thanh. Một tô hủ tiếu bò viên đầy đủ bao nhiêu con? 38.000. 38.000 đồng. Còn cái phần bò này thì sao ta? Bò nếu bò không là 36.000, đồ ăn không. Dạ. Bây giờ cho em hai tô hủ tiếu bò viên thường với lại thêm một cái phần bò 36.000 này nữa. Dạ. Ở đây có hủ tiếu, đây bò viên. Cái phần đậu hũ này anh dồn bên trong là cá hay là bò? Thịt bò luôn hả? Bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy anh? Bán từ 6 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ tối. 6 rưỡi sáng tới 10 giờ tối. Nghe cái mùi nước lèo rất là thơm, có củ cải trắng. Mình bán đây bao lâu anh? 17 năm rồi. 17 năm hả? Mình người Quảng hả? Người Hoa. Hoa. Chứ không phải người Quảng, người Hoa. Dạ. Ok, tôi còn dành. Dạ, hủ tiếu mềm, hủ tiếu dai đây. Em hủ tiếu mềm. Rồi làm đi. Dạ. Anh bán là từ anh hay là từ thời của bố mẹ anh rồi, ba mẹ anh rồi? Anh bán. Anh mở bán thôi. Yeah. Đó. 38.000 đồng cũng dễ ăn. Như vậy đây chủ yếu chỉ là bò viên với lại cái phần đậu hũ dồn thịt bò anh ha, chứ không có món khác đúng không? Không có cái lá sắp hay gì đó hả? Lá sắp không có, chỉ có bò viên, đậu hũ, da heo, da heo thôi hả? Nạm, dạ. Lái. Ngon quá. Cái tô bò này ngon nè. Cái này nó mềm một mạch hay nó mềm dai dai đúng không? Cái này là gân với nạm. Ok. Anh làm riêng tô 36.000 anh nói nha. Rồi, sau đó chúng ta chuẩn bị vô trong. Một xíu là cái phần bò viên đó, với phần thịt bò này, cái phần bò viên mình tự làm hả? Hay là mình mua lại? Viên ở nhà anh làm. Ok. Không anh làm. Rồi, chúng ta vô trong nha. Okay. Mình mùng 1 với ngày rằm có bán không anh? Có bán hết á, ngày rằm bán. Tết bán luôn. Tết hả? Tết nghỉ. Tết nghỉ anh nghỉ tới mùng mấy? 30 nghỉ tới mùng 6 bán lại, khai trương lại. 30 nghỉ tới mùng 6. Rồi cảm ơn anh. Dạ, vô trong. Dạ, rồi vô đây. Ở đây có sọt rác. Tuy nhiên cái nền gạch nó hơi màu đen các bạn, đen đen xanh xanh, màu xanh với xanh lọc. Cái dịch nó hơi tối. Đây. Đây là tô hủ tiếu bò viên 30.000 đồng. Ở đây chúng ta thấy có một cái đậu hũ bên trong dồn cái phần thịt bò, 2 viên bò viên. Quý vị em. Vậy đủ em sóc lên các vị. Ok. Sóc hủ tiếu lên. Này hủ tiếu như đây chắc ăn 2 tô quá. Đúng rồi. Ở tao như mày chắc 2 tô quá. Mấy cậu. Ok, rồi để nguyên ra. Ở đây chúng ta thấy sa tế, ớt, có cái phần tỏi đâu bạn, đây chắc cải thảo quá. Mở ra nguyên. Cái này chắc là cải dài đó, chứ không phải là tỏi đâu. Cải số 4 hả? Dạ. Rồi chúng ta thấy có ớt, có chanh, ớt hơi khô chút xíu nha. Ok, đây chụp hình. Rồi, để mình ăn cái phần tương đen, tương đỏ. Chụp hình xong chúng ta sẽ review chứ. Cái tô này 36.000, cái chén là 36.000 chứ. Chúng ta tập trung vào cái phần 36.000 xem cái lượng như thế nào các bạn. 2 cục đậu hũ. 2 cục đậu hũ hả? 2 cục bò viên. Quan trọng là phần bò phía dưới, nãy tôi tưởng mình gọi phần bò không chứ. Ai ngờ cho thêm những phần này. Bò này 1 cục. 2 cục. 2 cục. Rồi đó, ok, thôi ăn. Nhiều khi có 2 cục, nãy định gọi là bò phần bò không á. Hôm nay mình hơi cảm các bạn, nói chuyện có lúc hơi khó nghe một xíu nha, nhạt mũi nữa. Rồi ăn thôi, dắt chanh vô. Đã chưa? Thì mình đã ăn một phần hủ tiếu bò viên ha, một chữ là ngon, ngon cho phần bò viên. Bây giờ sẽ là phần nhận xét của Huy trước đã. Nhận xét Huy, ăn xong. Nói với em là phần bò viên ngon nè, là một. Đậu hũ rất là mềm. Ok. Ăn vô một cái là nó mềm mà nó tan ở trong họng luôn á. Ok. Với ở trên thì có quét một chút thịt bò. Rồi bò gừng cũng ngon. Rồi da heo cũng ngon. Nói chung cái tô này đối với em là ngon, mà về cái phần nước lèo thì nó hơi ngọt. Nó hơi ngọt chút. Okay. Như vậy cái giá là 38.000 mà ăn một tô hủ tiếu bò viên ở bên Nguyễn Chí Thanh bên đây á, đối với em là ngon. Cái tiệm này là em sẽ ghé lại. Ok. Em thấy cái phần tương ớt sao? Phần tương ớt thì... Chưa thử hả? Em thử phần sa tế thử coi. Em thử đi phần sa tế đi. Ok. Ok hả? Ngon. Phần tương nó ngon anh. Rồi, sau đây là phần nhận xét của mình các bạn ha. Đầu tiên chính là cái phần bò viên, bởi vì chúng ta hủ tiếu bò viên mà. Bò viên ở đây đúng là bò viên thịt, dai và thơm. Cái vị thơm nhẹ thịt bò các bạn. Cái phần đậu hũ thực sự là ngon. Cái lớp thịt bò nó quá ít nhưng mà nói chung cũng ngon đó. Phần da heo khô ngon. Cái phần bò gân này ăn dai dai cũng ngon luôn các bạn. Chấm với cái phần tương đây nó sẽ có cái độ ngọt ngọt chút xíu, độ chua của chanh, mỡ cay, sa tế thơm. Nước lèo ở đây khá đậm đà, tuy nhiên nó sẽ hơi thiên về vị ngọt chút xíu các bạn nha. Cảm giác là hơi thiên về vị ngọt chút xíu. Bạn nào dạng như kiểu người Việt Nam á, thích ngọt ngọt ghé qua đây. Còn nếu mà chuẩn theo kiểu người Hoa mà nước ngọt thanh á, thì cái này nó không phải. Nó không phải là nước ngọt thanh theo kiểu của người Hoa. Còn cái phần cải sa báu mình chưa ăn, để mình ăn thử coi. Lấy một phần cải sa báu bỏ lại cái chén cho Huy. Vài miếng thôi, để ăn riêng thôi. Cái phần trà đá đi, cái trà đá gì nữa chứ. Bữa nay mình ngạt mũi á, cho nên nói chuyện hơi khó xíu, có lúc nó hơi cẩn thận lại. Đủ rồi. Ok. Mình nhìn cái phần cái chén nè, đậu hũ với phần bò viên với phần da heo khô này rất nhớ về một thời tuổi thơ các bạn. Hồi đó được ăn tô hủ tiếu bò viên á, là phải nói là rất là vui. Cái thứ hai nữa là cái thời khoảng thời gian học trung học cơ sở ở bên trường Hậu Giang á, cũng là quận 11, thấy cái chén bò viên với cái phần da heo khô này là rất là thèm. Hồi đó là mỗi lần mà tan trường ra được trước cổng trường ăn cái món này là cảm thấy là ngon lắm luôn, bữa đó có tiền nữa. Đúng không Quyền? Đúng rồi. Hồi xưa cấp giống thèm, mình nhiều khi mình người ta ăn mình thèm. Đúng rồi. Mà một lần được ăn là một lần được ngon á. Đúng rồi. Ngày xưa là món này với hai là món khổ qua cà ớt bánh trước trường. Đúng rồi. Rồi tới Cái nữa là chả tắc với lại cái hành hồng trà sủi bọt. Đó là tuổi thơ của 8X. Nha. Rồi để mình ăn nha, ăn luôn cái phần cải thảo. Còn đó là cải xà bấu. Dương nghĩ không phải là cải xà bấu đâu, chúng cải thảo à. Cải dài. Quà lại cái là mặn đã. Đúng rồi, mặn mặn. Thơm thơm. Múc từ từ thôi chứ bỏ vô nước nó sẽ mặn á. Mặn. Ok. Cái trà này trà gì vậy? Trà này cũng bình thường á. Có nghe cái mùi lai gì không? Bình thường. Ok, để uống thử coi. Dạng trà hương lai các bạn. Mùi thơm á. Ủa nãy giờ chưa ghi hình chỗ này nè. Hủ tiếu bò viên 806 nè, hủ tiếu mì tập cẩm 38, hủ tiếu tập cẩm 38, mì gói tập cẩm 38, hủ tiếu bò viên 38 luôn ha. Chén tập cẩm 36, chén bò viên 36, chén tái 36, tái viên 36. 2 vắt mì hủ tiếu tập cẩm 42. 3 vắt mì tập cẩm 44. 2 mì gói tập cẩm 44, hủ tiếu mì gói tập cẩm 42, chén tiết 10.000. Tiết hột gà 20, chén hột gà 10.000, trà đá 2.000, khăn lạnh 1.000. Nước suối 10.000, Pepsi, Coca, Sting, Sprite 10.000, 7up 10.000, nước sâm 12.000. Đây mình ăn xong ha và mua về một phần cho Quỳnh. Thì các bạn thấy ở đây nè, họ đang nhậu nè. Cái phần này thì anh chủ nói là khoảng độ 250.000 đồng các bạn. Nói chung là phần thịt bò ngon, mình thích chỗ này. Và bây giờ từ đường Dương Tử Giang chúng ta sẽ chạy về Thuận Kiều Plaza để xem như thế nào các bạn ha. Hơn một tháng rồi không đi khu vực này. Dương Tử Giang ngay khu vực này buổi tối rác rất là nhiều luôn, quá trời, nhìn đâu cũng thấy rác hết. Xa xa trước mặt các bạn chính là Thuận Kiều Plaza. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo tay trái nha. Tòa nhà này mình chỉ thấy sáng đèn góc này thôi đó, mặt sau của nó các bạn thấy nè, một cái màu tối. Nhìn lên trên các bạn, tối thui luôn. Nếu không có đèn đường thì thôi nói, không biết là cái khu này là khu nào luôn á. Rồi chạy thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ quẹo phải. Khu vực này vào buổi sáng và buổi chiều á, thì sẽ thấy nó nhộn nhịp ha. Ở đây có một cái chợ chim ngay cái con đường này nè, xong rồi quẹo qua phải. Và bây giờ các bạn nhìn bên góc tay phải nè, đó, một cái màu tối, không thấy ai luôn. Mình sẽ đi ra mặt chính của Thuận Kiều Plaza và sẽ quay chậm chậm các bạn xem nha. Đây ngay góc đường của Châu Văn Liêm và Hồng Bàng. Rồi chúng ta cũng nhìn các bạn, đó, một cái màu tối đen, không có ai đi hết. Chỉ có vài người chạy xích lô, chạy xe ôm nữa thôi. Tình hình là những cái cơ sở kinh doanh đã thuê mặt bằng ở đây mình cảm thấy là hơi chua chát. Rồi cái sự đầu tư vô đã có rồi mà bây giờ là phải ngưng hoạt động. Không hiểu tại sao, đó các bạn thấy ha. The buffet, pizza, tới city book, là nhà sách đó. Không thấy hoạt động gì hết, chỉ là một cái màu tối thôi. Đó, manhwa là lẩu nha, lẩu Đài Loan. Rồi, nhìn hung hút chiều sâu luôn, không thấy ai cả. Bao Z dim sum là dim sum cũng không có luôn. Ở đây chỉ có một cái Coopmart. Sáng đèn màu xanh là hoạt động thôi các bạn. Đó, Coopmart. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái qua con đường Bình Kiên thì các bạn nhìn lại sẽ thấy nó rõ ràng hơn, thấy được cái sự tăm tối của cái tòa nhà Thuận Kiều Plaza như thế nào. Đã vậy mà sử dụng thêm cái đèn màu đỏ đỏ rồi chút xíu ra cái màu xanh xanh nữa. Cái màu sắc họ sử dụng ở đây phải nói là giống như kiểu gọi là trong cái phim ma Hồng Kông thời thập niên 80-90. Cái tòa nhà này mình nghĩ là chắc phải nhờ vào người phương Tây họ làm lại quá, chứ còn như là cứ chuyển giao giữa người này và người khác, cứ sử dụng từ cái màu hồng phấn phấn xong rồi chuyển sang cái màu xanh này. Từ hồi chuyển sang cái màu xanh này mình cảm thấy còn nặng nề hơn nữa, nó tăm tối từ buổi sáng tới buổi tối luôn. Rồi mình sẽ chạy tới góc đường bên kia của Châu Văn Liêm, mình quẹo phải, sau đó mình sẽ đi về hướng của góc giao của đường Châu Văn Liêm và Lão Tử. Ở đó có một quán cà phê tên là Rang Rang, mình đi qua thấy đẹp, ghi hình các bạn xem nha. Rồi ở đây là đường Nguyễn Trãi Châu Văn Liêm nè, bây giờ chúng ta quẹo trái Châu Văn Liêm, chạy đến góc đường là góc giao của Lão Tử và Châu Văn Liêm. Các bạn sẽ thấy quán cà phê Rang Rang rất là đẹp. Rồi xa xa ACB Ngân hàng Á Châu. Rồi chúng ta đến nha, mình sẽ đi bộ xuống. Ở thủ đô, khách sạn Tân Thủ Đô 125 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5 các bạn. Đây là đường Tổng đốc Phương ngày xưa ha. Rất là bất ngờ luôn, tối hôm nay ngay góc đường này các bạn thấy Rang Rang cà phê làm lại đẹp quá trời luôn. Đó, một cái màu trắng suốt luôn các bạn. Tiếc là giờ tối quá rồi, mình uống cà phê. Để hôm nào qua thử nha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái tòa nhà xem. Góc đường Lão Tử, Châu Văn Liêm, phía dưới bên kia chính là đường Nguyễn Trãi nha. Mở cửa từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Và đây mình tiến lại gần hơn quán cà phê nha. Đây là không gian bên ngoài các bạn. Ở dưới là phần những cái viên gạch đó, màu xám xám. Họ sử dụng cái bàn inox các bạn. Nhìn chung là buổi tối ngồi đây sẽ mát mẻ nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong qua lớp kính cửa này nè. Và bên trong hiển nhiên có máy lạnh rồi. Về Rang Rang cà phê thì mình nhớ là mình đã từng ghi hình khoảng độ 1-2 quán cà phê rất là đẹp. Cũng cùng luôn cái kiểu hình thức họ thiết kế thế này nè. Cái mình thích ở đây họ có sự kết hợp giữa hiện đại và cái kiểu truyền thống cổ cũ ngày xưa ha. Ở đây chúng ta thấy một số các loại bánh ngọt, như cái phần tiramisu này nè. Đó các bạn thấy không, giá cũng khá là cao á, trên 60.000 cái bánh không à. Phân khúc của Rang Rang cà phê là dạng như phân khúc tầm trung tới tầm cao. Và một cái bánh đây nữa các bạn. Thiết kế trong cái khu vực này là trẻ trung, nhân viên ăn mặc rất là lịch sự. Các bạn, để đến đây hơi khó quay, mình di chuyển qua chút xíu các bạn nha, để xem về giá cà phê. Như đã mình nói, tối hôm nay mình không có muốn uống cà phê, tôi sợ con ngủ và bị cảm á. Như vậy chúng ta có thể thấy là một phần cà phê như Expresso đây có giá 69.000 đồng. Rồi qua bên kia cũng có giá 50.000 đồng các bạn ha. Từ 50.000 đồng trở lên. Mình không có thử được cái wifi trong đây nha, nhưng mình nghĩ là chắc wifi ở Rang Rang cà phê sẽ tốt. Nói về wifi thì thực sự mình rất là sợ Thái Lan. Từ khách sạn tới quán cà phê, trời ơi, đó là một nỗi ám ảnh dành cho những người phải làm việc. Đây, cái bộ này có giá 739.000 đồng các bạn. Bộ pha cà phê hả? Mình chưa từng sở hữu cái bộ này. Giá cao quá. Rồi, Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha.